bơm thổi cho sự lộng ngôn của Finn Robertson, BBC tiếng Việt không vô can. Mang danh bảo vệ nhân quyền, thực chất nuôi dưỡng thành phần lộng ngôn làm cái loa đòi can thiệp, phán xét các quốc gia khác trắng trợn như Finn Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền HRW khu vực châu Á, quả là hiếm có. Phàm bất cứ việc gì diễn ra ở Việt Nam, y như rằng Robertson chẳng mấy chốc xuất hiện phán xét, quy kết bảo vệ lợi ích của thế lực nuôi dưỡng mình thô thiển, không hề giấu giếm tà ý. Tuy nhiên, những tên hề như Finn Robertson chẳng ai quan tâm nếu như không có sự bơm thổi của truyền thông phương Tây như BBC, vốn được cộng đồng mạng Việt Nam gán cho thương hiệu, bí danh không dễ nghe đối với uy tín của một cơ quan truyền thông lâu đời. Chẳng hạn như mới đây, dân mạng Việt Nam lại được dịp mỉa mai rẻ súng BBC trước bài viết Nhân quyền Việt Nam, Mỹ không nên mềm mỏng khi Việt Nam chơi trò địa chính trị của BBC tiếng Việt, đại ý cho rằng Việt Nam có mối quan hệ yêu ghét với Trung Quốc và Việt Nam dùng điều này để khiến Hoa Kỳ bối rối. Chính phủ Việt Nam đôi khi đứng về phía Hoa Kỳ chống lại các hành động của Trung Quốc trong các vấn đề hàng hải, nhưng những lần khác lại hợp tác rất chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc, nơi cũng vi phạm trắng trợn các quyền con người. Và sau hồi làm nhảm về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, kiểu như trước đây, hai nước giống nhau với các hành động vi phạm, lạm dụng nhân quyền, Việt Nam muốn sao chép thành công của Bắc Kinh trong việc đóng cửa mọi hình thức tự do ngôn luận trên Internet. BBC dẫn câu nói của Finn Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền khu vực châu Á. Hoa Kỳ nên nhận ra rằng sẽ là ảo tưởng khi kỳ vọng Việt Nam sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với chính phủ Trung Quốc. Và Washington không nên mềm mỏng về vấn đề nhân quyền đối với trò chơi địa chính trị của Việt Nam trong khu vực. Đúng là sự tung hứng, gieo rắc luận điệu tấn công đường lối chính trị ngoại giao, lợi ích dân tộc khác theo cách không thể nhàm chán, thô lỗ hơn. Nói về nhân quyền Việt Nam, HRW phát ngôn khác gì mấy thành phần cực đoan lưu vong ở Mỹ, ngày ngày hận thù nhìn về Việt Nam, càng phát triển càng gay cú. Còn vô số phát ngôn đánh giá tích cực của những chuyên gia hoạt động nhân quyền uy tín gắn bó với Việt Nam như bà Catherine Weisen, nguyên trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Nguyễn Thu Ba, quyền trưởng đại diện tổ chức Plan tại Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng đại diện tổ chức cứu trợ trẻ em, thì BBC tuyệt nhiên không bao giờ phỏng vấn một cách tử tế. BBC tự tin đắc thắng trích dẫn ý kiến của Finn Robertson như muốn cho rằng một khi ông này đã nói thì hẳn dư luận phải cả tin, mà không biết ngược lại. Nó chỉ khiến dư luận cảnh giác nhận ra ngay Finn Robertson chỉ là một nhà nhân quyền hàng thải loại khi ăn nói tùy tiện, hồ đồ như thế. Tùy tiện vì làm cái việc theo dõi nhân quyền, lẽ ra Finn Robertson phải biết Nghị quyết 2625 ngày 24 tháng 10 năm 1970 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tuyên bố những nguyên tắc của luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc đã long trọng tuyên bố. Không một quốc gia hoặc một nhóm lợi ích nào có quyền can thiệp trực tiếp hay gián tiếp và với bất kỳ lý do nào vào các công việc đối nội và đối ngoại của một quốc gia khác. Ăn nói hồ đồ, văng mạng chưa đủ, ông ta còn xui Mỹ dùng vấn đề nhân quyền để gây áp lực với Việt Nam, để Việt Nam đừng tiếp tục quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Hồ đồ vì Mỹ, ông Robertson không biết, Mỹ dù là cường quốc cũng chẳng có tư cách gì dạy bảo, uốn nắn quốc gia khác về hoạt động đối ngoại, nên ông ta mới xúi dục và kích động Mỹ sử dụng chiêu bài nhân quyền, gây sức ép với Việt Nam. Cũng thế, Trung Quốc, dù là cường quốc khổng lồ, cũng chẳng thể ép Việt Nam hợp tác nếu thiếu tôn trọng giở trò cường quyền. Ngay đến Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ trong giao tiếp phát ngôn trên truyền thông cũng đều thừa nhận đường lối ngoại giao của Việt Nam là đúng đắn, hiệu quả. Là một quốc gia độc lập, tự chủ, thành viên Liên Hợp Quốc, Việt Nam có quyền tự quyết đường lối đối nội và đối ngoại phù hợp với lợi ích dân tộc và luật pháp quốc tế. Việt Nam đã và đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nhưng chẳng vì thế mà Việt Nam hạn chế ngoại giao với các quốc gia khác. Bằng chứng là với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Tới nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có bước tiến dài với nhiều thành tựu rất quan trọng.
là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau, với giá trị kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt tới 111 tỷ USD. Bằng cách ăn nói tùy tiện, hồ đồ và động cơ kích động nêu trên, Finn Robertson chẳng thể là một nhà nhân quyền tử tế đúng nghĩa. Ngược lại, ông ta nên được gắn cho cái danh nhà nhân quyền thủ đoạn và trí trá của HRVK. Còn BBC tiếng Việt, với việc phát tán bốc thơm ý kiến của Finn Robertson trong con mắt thiên hạ, nhà đài này hiển nhiên không thể vô can trong trò hề này.